Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong 3 tháng 10, 11, 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Xin mời quý vị cùng theo dõi để biết được cái vận trình chi tiết cũng như là cái cát hung của những gia chủ tuổi Quý Tỵ trong năm ấy, về vận trình về tài lộc, công danh, sự nghiệp, sức khỏe, gia đạo như thế nào, đúng không? Và chúng ta làm thế nào để nắm bắt được cái vận thế giúp cho các gia chủ có được cái vận may về tiền bạc, tài lộc cũng như là có được cái sức khỏe bình an trong năm 2023 năm Quý Mão về 3 tháng cuối năm này. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đấy. Thì trước khi đi vào phần luận giải chi tiết của tử vi 3 tháng cuối năm tháng 10, 11, 12 âm lịch thì xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cái vận trình tổng quan của những gia chủ tuổi Quý Tỵ trong năm 2023 năm Quý Mão. Thì nói chung ấy, bước vào năm 2023 năm Quý Mão, cái vận khí của những người tuổi Quý Tỵ tuy không quá mức cắt lợi nhưng cũng không bị xấu, đúng không ạ? Ở cái độ tuổi này, hầu hết những người tuổi này thì có thể an hưởng cái tuổi già quây quần bên con cháu mà không phải suy nghĩ quá nhiều về cái chuyện tiền bạc hay là chuyện tài chính. Trong năm thì gia đạo cũng an yên, gia chủ tuổi Quý Tỵ thì cũng được con cháu quan tâm và chăm sóc. Tuy nhiên trong năm ấy thì có cái hung tinh là cô thần nó tác động, nó khiến cho bản mệnh khó tránh khỏi những cái thời điểm cảm thấy là cô đơn, buồn tủi vì không có người trò chuyện. Lúc này thì con cháu nên quan tâm và san sẻ thì sẽ cải thiện được cái tình hình này. Trong cái trường hợp mà không còn bạn đời để thường xuyên tâm sự thì quý vị có thể là gì gặp gỡ bạn bè, đồng niên để cùng chia sẻ sẽ giúp cho tinh thần sớm được phấn chấn trở lại. Gia chủ cũng nên là tránh làm việc quá sức, có vấn đề gì thì nên nhờ con cháu trợ giúp thì sẽ được tốt hơn. Xét về quan hệ thiên quan, chúng ta có quý gặp quý thì nó là tỷ hòa. Vậy nên là trong năm ấy thì có sự hỗ trợ nhất định của cuộc sống. Vậy nên là gì? Có thể là an hưởng, yên tâm mà an hưởng tuổi già quây quần bên con cháu mà không phải suy nghĩ quá nhiều. Trong gia đạo thì an yên, con cháu thì cũng được, nói chung là được chăm sóc cụ thể. Vậy nên là cũng sẽ có một năm là bình yên và may mắn. Bên cạnh đó, xét về quan hệ địa chi, chúng ta có Tỵ là hỏa, Mão là mộc, đúng không ạ? Trong năm ấy thì nó cũng cái vận khí cũng khá là tốt. Cuộc sống thì trôi qua trong bình yên. Thời điểm để buông xả phiền não là đây. Quý vị hãy nên nghỉ ngơi và quan tâm nhiều đến bản thân thì sẽ tốt hơn. Xét về cái nạp âm ngũ hành, chúng ta Quý Mão thuộc kim, Quý Tỵ là thuộc thủy, đúng không ạ? Nói chung ấy, được cục diện là cái lưu niên nó tương sinh, vậy nên cái vận khí nó sẽ có cái nhiều cái cắt lành, nó thúc đẩy cái sức khỏe được bình ổn. Bản mệnh thì hầu như là không mắc bệnh nghiêm trọng, chỉ là những cái dấu hiệu lão hóa do tuổi già mà thôi. Quý vị gia chủ chỉ cần nghỉ ngơi thư giãn thì cái tinh thần nó cũng sẽ được thoải mái và cơ thể nó cũng sẽ duy trì ở cái trạng thái tốt nhất trong thời gian này. Nói chung ấy, thì với những gia chủ tuổi Quý Tỵ ở cái độ tuổi 71 thì nó có một cái cuộc sống ổn định, ít biến động trong năm 2023. Các phương diện thì không gặp cái vấn đề nào quá lo ngại. Quý vị có thể yên tâm an hưởng tuổi già quây quần bên con cháu. Con giáp này cũng không phải lo toan nhiều đến cái chuyện tiền bạc nhờ những khoản tích cóp của bản thân từ trước đó cũng như là được con cháu chăm sóc, bơm thêm tiền cho. Quý vị cũng cần phải chú ý chăm sóc cái sức khỏe cẩn thận hơn trong thời gian này. Thưa quý vị, trong năm 2023 năm Quý Mão thì những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 ấy thì gặp cái vận niên là Thố Lộng Nguyệt. Cái hình tượng này mang cái ý nghĩa là cắt lành, thỏa dẫn trăng, chơi đùa dưới ánh trăng hiền hòa, hứa hẹn một năm có nhiều cái niềm vui, nhiều cái hạnh phúc về tinh thần, giàu có về vật chất, cuộc sống thì không còn phải bon chen nữa. Đó. Về mặt tình cảm thì người vui cảnh cũng chiều lòng, nói chung là sống trong một cái cuộc sống là tươi đẹp, cầu gì thì thành cái đó, muốn cũng thì được. Gia đạo thì được yên ấm, đấy, tình yêu thì được tuệ nguyện, gia đạo thì yên ấm bình an, đón nhiều tin vui về con cháu trong nhà. Quý vị thân mến, trong năm 2023 năm Quý Mão thì nói chung ấy, trong 3 tháng 11 và 12 lịch thì chúng ta cũng phải xét qua về cái vận niên của năm. Cái vận niên của năm theo cái sao chiếu mệnh. Thì đầu tiên chúng ta cùng xét về cái gia chủ tuổi 1953 Quý Tỵ Nam Mạng. Nam Mạng thì sẽ gặp cái sao Thái Âm, độ tuổi 71 thì gặp cái sao Thái Âm nó chiếu mệnh. Đấy. Thái Âm rực rỡ công hằng, tháng 9 tiền bạc dư ăn để dành, tháng 10, 11 hạn hành, tránh hai tháng ấy mới lành bản thân. Gặp cái cắt tinh cái sao Thái Âm nó chiếu mệnh nên là Nam Mạng tuổi Quý Tỵ sẽ có thể được cái sự hài hòa vui vẻ về tinh thần, sự giàu có về tiền bạc về vật chất, cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn chứ không quá vất vả như cái thời gian trước đó. Bên cạnh đó thì ở cái độ tuổi 71 với Nam Mạng thì gặp cái hạn năm là cái hạn Diêm Vương. Đó. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong.
Diêm Vương thưa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động giải văn thư. Gặp cái hạn Diêm Vương thì coi chừng trong nhà có chuyện tang chế, thì ngoài ra đương số cũng dễ vướng vào những chuyện tranh chấp kiện cáo pháp luật. Nói chung là cái sự việc đa phần là do kẻ xấu cố tình hãm hại mà ra. Thì ngoài ra ấy, trong năm quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý về vấn đề đi lại, tham gia giao thông để đề phòng những cái tai nạn bất ngờ nó có thể ập đến. Và để hóa giải cái hạn Diêm Vương ấy, mang lại cái cuộc sống khó khăn cho những người tuổi Quý Tỵ, thì gia chủ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái Minh Quan Pháp Bảo. Minh Quan Pháp Bảo là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó làm bằng bạc. Bạc thì có tính chất là kỵ tà hóa sát, đúng không ạ? Khi mà quý vị bị trúng gió trúng tà ấy, thì người ta sẽ sử dụng bạc để đánh gió, để cạo gió để trừ tà ấy. Vị chi nó sẽ giúp cho gia chủ tăng cường cái sức khỏe. Thứ hai là gì? Trên 6 cái cạnh của cái Minh Quan Pháp Bảo thì có chứa lục tự đại minh chú của nhà Phật. Lục tự đại minh chú của nhà Phật. Mặt trước mặt sau thì nó có cái hình bông hoa sen, tức là nơi tọa thiền của Đức Phật. Và ở phía viên cầu pha lê này, viên cầu pha lê này nó sẽ là một cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền. Khi mang theo bên mình thì nó sẽ giúp cho quý vị khai sáng trí tuệ, tăng cường cái phúc đức, giúp gia chủ có một năm bình yên và may mắn. Đặc biệt nó cũng sẽ hóa giải cái vận hạn xấu của năm, giúp cho gia chủ có một năm là hanh thông thuận lợi. Cái Minh Quan Pháp Bảo này khi mà quý vị sử dụng cái đèn, quý vị soi ra từ đằng sau ra đằng trước ấy, thì nó sẽ hiện ra phía trước cái hình tượng là cái chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Đức Phật đang ngồi thiền. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể đặt cái mặt trước của cái viên cầu pha lê này vào cái camera điện thoại, thì nó sẽ hiện trên màn hình điện thoại cái hình tượng là Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền, đúng không? Nó sẽ hiện ra hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền kèm theo bài chú Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, cái Minh Quan Pháp Bảo này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái Minh Quan Pháp Bảo mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong năm 2023, năm Quý Mão cũng như là các năm tiếp theo. Cái vật phẩm này dùng trọn đời nhé, chứ không phải dùng riêng cái năm nào cả. Quý vị mang theo bên mình thì sẽ được Đức Phật che chở, phù trợ, giúp cho có một năm bình yên và may mắn. Đó là cái Minh Quan Pháp Bảo. Thưa quý vị, như vậy là với nam mạng trong năm 2023 thì đương số có cái cát tinh nó chiếu mệnh, nên là sẽ đón nhiều cái tin vui, cuộc sống thì có thêm phần thư thái thảnh thơi, đời sống tinh thần có sự cải thiện, từ đó cũng giúp cho gia chủ nâng cao cái thể trạng. Do tuổi Tết đã cao nên là bản mệnh cũng nên chú ý khi đi lại, tham gia giao thông kẻo lại va vấp té ngã, nó cũng sẽ là rất nguy hiểm đến bản mệnh. Tiếp theo thì chúng ta xét về cái gia số của nữ mạng. Nữ mạng tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Thì Quý Tỵ 1953 nữ mạng thì là cũng là 71 tuổi, đúng không ạ? Gặp cái sao hạn là cái sao Thái Bạch. Thái Bạch sau ấy khốn cùng, làm ăn thua lỗ tứ tung thở dài. Tháng 5 là tháng ách tai, gia đình xáo trộn, trong ngoài bất an. Cái sao Thái Bạch nó là một cái sao xấu, gây ra chuyện hao tốn về tiền bạc. Và dân gian ta vẫn có câu là gì? Thái Bạch quét sạch cửa nhà. Công việc kinh doanh buôn bán thì có thể bị tiểu nhân quấy phá, dẫn đến chuyện mất tiền bạc, có thể trắng tay. Quý vị cần phải đề phòng cái hạn xấu nó xảy ra vào tháng 2, tháng 5 và tháng 8 âm lịch. Đó. Bên cạnh đó trong năm ấy thì nữ mệnh sẽ gặp cái hạn năm là cái hạn Thiên La. Theo niên hạn ấy thì cái hạn Thiên La nó sẽ cực kỳ xấu, đúng không ạ? Thiên La hạn ấy quái kỳ, quỷ ma quấy phá, tâm thì chẳng an. Thiên La hạn phải lao đao, dẫu khỏi bệnh tật, họa trao phải phòng. Gặp cái hạn Thiên La thì dễ bị phá phách không yên, đau ốm thì không khó khỏi, dẫn đến chuyện là hao tài tốn của. Tuổi Quý Tỵ nữ mạng cũng cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, kẻo dễ vướng vào cái chuyện thị phi nghiêm trọng, còn dính dáng tới kiện tụng đến cơ quan, đến pháp luật. Vậy nên trong thời gian này để mang lại cái may mắn cho mình và để hóa giải cái hạn sao Thái Âm và cái hạn sao Thái Bạch và cái hạn Thiên La ấy, thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ nữ mạng, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Vạn Phúc Chi Nhân là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật. Đấy, mặt trước có in hình chữ vạn. Chữ vạn tức là vạn điều may mắn, vạn sự tốt lành. Nó là cái biểu tượng của Đức Phật. Mặt sau thì có in hình chữ phúc, đoạn phúc tức là phúc thọ dồi dào, mang lại cái phúc đức của gia tiên tiền tổ mà phù hộ cho gia chủ. Bên cạnh đó, ở phía dưới nó là một cái viên đá ruby. Đá ruby là một trong loại đá quý trong phong thủy, dùng để làm trang sức phong thủy, mang lại cái năng lượng cao, mang lại năng lượng dương cao và sẽ giúp cho gia chủ có được cái sức khỏe, bình an và may mắn. Khi mang theo cái vật phẩm phong thủy Vạn Phúc Chi Nhân sẽ giúp gia chủ hóa giải được những cái vận hạn xấu của năm. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ giúp gia chủ có được một cái cuộc sống bình an may mắn, được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được thần Phật che chở độ mạng, và gì sẽ giúp cho quý vị có được cái sức khỏe bình yên trong cái năm 2023 cũng như là các năm về sau. Mà cái Vạn Phúc Chi Nhân này cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái
mặt dây chuyền Vạn Phúc Chi Nhân, mang lại cái may mắn mà lại cái tài lộc cho mình trong năm 2024 năm Giáp Thìn đó. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ về cái vận trình chi tiết của cái tuổi Quý Tỵ trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Như vậy là trong năm với những gia chủ tuổi nữ mệnh thì có cái hung tinh nó chiếu mệnh, nên là gia chủ cần được nhắc nhở nên bảo vệ cái tài sản và cái tiền bạc của mình một cách cẩn thận. Đặc biệt không nên nghe theo lời dụ dỗ chào mời cả loại gì hao tốn về cái chuyện tiền bạc. Tuổi đã cao nên đương số cũng cần phải cân nhắc chăm sóc đến cái sức khỏe, nên là khám định kỳ hoặc là có những cái dấu hiệu bất chắc bất thường trong cơ thể thì quý vị cũng nên đi khám luôn để có những cái phương án điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, để bảo vệ sức khỏe của mình thì cả nam mệnh nữ mệnh thì quý vị cũng nên là luyện tập thể dục thể thao, tham gia vào những câu lạc bộ của người cao tuổi ấy, để gì thứ nhất là để được gì giao lưu gặp gỡ khiến cho tinh thần nó thoải mái, thứ hai là có thể là gì luyện tập những cái bài tập thể dục dưỡng sinh hoặc là gì những cái động tác thể dục nhẹ nhàng để mang lại cái may mắn mà lại cái sức khỏe cho mình được tốt hơn đó. Như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ trong cái vận hạn của cái năm 2023 năm Quý Mão. Tiếp theo chương trình chúng ta sẽ xét về chi tiết vận hạn của những người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong cái tháng 10, 11, 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cùng xét về tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch nó là tháng Quý Hợi, đúng không? Tháng Quý Hợi. Thì chúng ta có Tỵ gặp Hợi là cục diện là tương xung đó. Nói chung trong tháng 10 âm lịch thì những người tuổi Quý Tỵ sẽ có nhiều cái xáo trộn trong cuộc sống. Cuộc sống thì có nhiều thay đổi, môi trường xung quanh thì có nhiều cái biến động. Nhưng mà nó theo cái chiều hướng xấu, không được quý nhân phù trợ nên làm gì thì cũng cần phải hết sức cẩn thận. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Quý thì nó là Tỷ Kiên. Cái cục diện Tỷ Kiên nó đem tới những cái tác động chẳng lành cho những người tuổi Quý Tỵ. Bản mệnh thường xuyên tự cô lập bản thân với mọi người xung quanh, nên là đến lúc khó khăn ấy, thì xung quanh cũng ít có người giúp đỡ và thường phải trải qua một cái tháng khá là vất vả. Thêm nữa chúng ta có tháng 10 tháng Quý Hợi thì trong cái địa chi Hợi nó ẩn tàng thiên can Nhâm và Giáp. Đấy, chúng ta có Quý gặp Nhâm thì nó là gì? Nó là kiếp tài. Công việc của những người tuổi Quý Tỵ bị kiếp tài nó ảnh hưởng tiêu cực. Dù gia chủ đã nỗ lực hết sức nhưng vẫn khó tránh khỏi những cái sai lầm. Kết quả thu về tạm ổn chứ chưa thực sự khiến cho bản thân được mãn nguyện. Bên cạnh đó, cái vận tiểu nhân thì nó khá là vượng. Quý vị cần phải chú ý trong chuyện lời ăn tiếng nói, hành sự một cách thận trọng, điều tiết các mối quan hệ, lấy cương để chế nhu thì ắt sẽ thu phục được lòng người. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Giáp thì nó là thương quan. Đấy, nó nói rằng là trong cái tháng 10 âm lịch này thì công việc của những người tuổi Quý Tỵ cũng không được suôn sẻ vì có thương quan nó chiếu mệnh. Tính tình thì nóng nảy, bộp chộp, nên là gì? Làm việc nhanh chán. Nhiều người sắp xin nghỉ việc đột xuất hoặc là bị sa thải. Trong thời gian này quý vị cũng nên cẩn thận đấy. Mọi thứ dường như là không phát triển như ý muốn của những gia chủ tuổi Quý Tỵ. Không phải là do năng lực của gia chủ không đủ mà là cái cơ hội nó chưa đến mà thôi. Vậy nên để hóa giải cái cục diện tương xung Tỷ Kiên kiếp tài và cái thương quan ấy, thì những gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu đó. Tỵ Dậu Sửu, cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu sẽ giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung khắc thị phi, hóa giải cái hạn tiểu nhân ám hại, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc nó cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Bên cạnh đó nó cũng sẽ giúp hóa giải và hòa hợp các mối quan hệ tình cảm, giúp cho cuộc sống của quý vị được tràn ngập trong yêu thương và hạnh phúc đó. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái năm 2023 năm Quý Mão. Cái vật phẩm này sẽ dùng trọn đời nhé, trọn đời, nó theo cái tam hợp tuổi của mình, vì thế mà quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đó. Thưa quý vị, tiếp theo là trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta có lưu niên Bạch Hổ. Bạch Hổ nó có thể mang đến những cái điểm tranh đấu, cái sự cạnh tranh lành mạnh hay là không lành mạnh. Nó khiến cho những gia chủ tuổi Quý Tỵ sẽ gặp nhiều cái hung họa, đặc biệt là với tuổi già ấy, thì dễ bị xảy ra những cái tai nạn, những cái hình thương một cách bất ngờ mà quý vị không thể kiểm soát được trước. Với nam mệnh thì gặp cái sao Lực Sĩ và cái sao Quỳnh Dương. Cái sao Lực Sĩ thì nó cũng thể hiện được cái khả năng trời ban, đó là sức mạnh và sự quyền uy, đúng không? Còn cái Quỳnh Dương nó chủ về sự bảo thủ, chủ về cái sự là hiếu thắng, cao ngạo. Vậy nên là gì? Trong thời gian này quý vị dễ gây mất lòng người khác đấy. Vì thế với nam mạng Quý Tỵ quý vị cũng hết sức đề phòng nhé. Còn với nữ mạng thì gặp cái sao Quan Phù và cái sao Đà La. Thì Quan Phù nó có thể tạo ra những cái rắc rối bất ngờ về cái chuyện là pháp lý, về công quyền, nhắc nhở những người tuổi Quý Tỵ làm gì cũng cần phải hết sức thận trọng. Các cụ nói là gì? Sai một ly đi một dặm.
Vì thế mà quý vị hãy đề phòng cái những cái hung hoạn có thể xảy ra. Thêm nữa lại gặp cái sao Đà La, đúng không? Cái lưu niên Đà La nó chủ về tính xảo quyệt, ưa phá hoại và cái sự cô đơn. Vì thế mà gì, nó cũng gây ra nhiều cái khúc mắc. Và để hóa giải thì quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hóa giải những xung sát thị phi trong công việc, trong cuộc sống. Từ đó sẽ giúp cuộc sống được bình yên, may mắn và hạnh phúc hơn. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị lưu ý nhé, hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh gáy vòng tam hợp quý nhân, mang lại cái may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình cũng như là giúp tăng cường sức khỏe của mình trong cái tháng 10 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Thưa quý vị, như vậy là trong cái năm 2023 năm Quý Mão, về cái tháng 10 âm lịch ấy, thì chúng ta cùng diện tị hợi tương xung, đúng không ạ? Cái tháng này thì cái sức khỏe nó cũng không được tốt. Thứ hai là gì? Cái tài lộc tiền bạc thì nó cũng sẽ bị lâm một cục diện tương xung kiếp tài thương quan, nó cũng sẽ gì gặp nhiều cái vận xấu. Thì đây cũng không phải là một cái tháng cát lành với gia chủ tuổi Quý Tỵ. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý đề phòng. Trong thời gian này thì cũng không nên đầu tư, xuống tiền đầu tư hay là mở rộng cái quy mô kinh doanh vì rất dễ bị thất bại. Đó. Tiếp theo chúng ta xem tháng 11 âm lịch, đó là tháng Giáp Tý. Tháng Giáp Tý thì chúng ta có đúng không? Quý gặp Giáp thì nó là thương quan. Nó là thương quan. Thì cái thương quan nó cũng mang lại những cái trở ngại khó lường đến với những người tuổi Quý Tỵ. Chúng đang khiến cho gia chủ khó thực hiện được những cái ý tưởng của mình, từ đó dẫn đến là cái tâm lý bất mãn và bực dọc. Những gì mà đang diễn ra thì đòi hỏi gia chủ cần phải kiên nhẫn, không nên bồng bột và hãy suy nghĩ một cách hời hợt. Đó. Nhất là cái chuyện tiền bạc thì lúc này không phải là cái lúc đưa ra một cái quyết định. Đúng không? Bên cạnh đó chúng ta có Tý thì ẩn tàng thiên can là Quý. Chúng ta có Quý gặp Quý thì nó là Tỷ Kiên. Đấy, chịu tác động từ Tỷ Kiên, vậy nên những người tuổi Quý Tỵ nói chung thì cũng có những cơ hội để thể hiện cái thế mạnh của bản thân một cách rõ ràng hơn. Gia chủ sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt, dù gặp phải bất cứ cái tình huống nào thì những người tuổi Quý Tỵ cũng xử lý nhanh chóng, nhanh gọn, hợp tình hợp lý và ngày càng chứng tỏ được cái vị thế của mình trong cái tập thể. Thêm nữa, trong tháng 11 lại có các sao như là có Phúc Đức, Thiên Đức, Lộc Tồn Bác Sĩ, thì đây toàn là những cái sao tốt nó chiếu. Nghĩa là gì? Cái sao Phúc Đức thì nó mang lại cái sự thông tuệ, sự sáng suốt cho những người tuổi Quý Tỵ trong thời gian này. Vậy nên là quý vị sẽ gì có được những cái hành động sáng suốt và thu phục được lòng người, từ đó sẽ được mọi người ghi nhận và ủng hộ. Thêm nữa lại có cái sao Lộc Tồn nó chủ về cái chuyện là kiếm tiền làm giàu trong thời gian này cũng khá dễ dàng. Đó. Bên cạnh đó có lưu niên bác sĩ, thì cái bác sĩ nó nói là rằng là gì, trong cái tháng này thì nói chung là nó cái sao bác sĩ nó chủ về phúc thọ, chủ về cái sự giải trừ bệnh tật. Vì thế mà những người tuổi Quý Tỵ trong cái tháng này thì có bệnh thì cũng dễ được chữa khỏi nhá. Vì vậy mà quý vị cứ hoàn toàn yên tâm. Như vậy là gì, trong cái tháng 11 âm lịch cũng là một cái tháng mà tài lộc của những người tuổi Quý Tỵ cũng không có, nhưng mà sức khỏe của quý vị lại tốt. Đấy, nếu có bệnh tật thì cũng dễ khỏi, nhưng mà đa phần là những người tuổi Quý Tỵ thì cũng sẽ được khỏe mạnh bình an. Tiếp theo chúng ta cùng xét là tháng 12 âm lịch là tháng Ất Sửu. Tháng Ất Sửu chúng ta có Tỵ mà gặp Sửu thì nó là cái cục diện tam hợp, thì nhờ có cục diện tam hợp thái tuyến che chở mà những người tuổi Quý Tỵ sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện cái năng lực của mình ở nơi làm việc cũng như là ở cái lĩnh vực mà mình đang theo đuổi. Nếu mà làm tốt và hoàn thành, có thể trở thành những người dẫn đầu, vượt xa đối thủ. Cơ hội tốt như vậy không phải lúc nào nó cũng đến. Vì vậy mà những gia chủ tuổi Quý Tỵ hãy nắm bắt lấy, đừng bỏ lỡ bằng bất cứ giá nào. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Ất thì nó là thực thần. Đấy. Cái thực thần nó dẫn lối, khiến cho những người tuổi Quý Tỵ làm công việc tự do ấy, đặc biệt là với các bác mà đang buôn bán kinh doanh ấy, thì cũng sẽ kiếm được một khoản tiền bội thu trong cái tháng 12 âm lịch này. Gia chủ sẽ xây dựng được cái mạng lưới khách hàng với đối tác quen thuộc, nên là gì, đồng tiền chảy về túi lúc nào cũng được ổn định. Tuy nhiên, con giáp này đừng có vội hài lòng với những cái gì mình đạt được. Hãy tiếp tục đặt ra những mục tiêu và những cái tham vọng lớn hơn để tiếp tục thực hiện, bởi cái tiềm năng của gia chủ không chỉ dừng lại ở đó. Thêm nữa là trong tháng 12 mình tháng Ất Sửu thì chúng ta có Sửu ẩn tàng ba cái thiên can, đó là Kỷ, Tân và Quý. Chúng ta có Quý gặp Kỷ thì nó là thất sát, nó là thiên quan. Thì thiên quan nó khiến cho những người tuổi Quý Tỵ thường xuyên bị bí ý tưởng, hoặc là nếu có ấy, thì cũng sẽ đôi khi cũng xa rời cái thực tế. Quý vị đừng có trách móc bản thân hay là bất cứ ai khác vì bất kỳ lý do gì. Đó. Thay vào đó, quý vị hãy điều chỉnh cái công việc, điều chỉnh cái thái độ của mình một cách hợp lý. Thêm nữa chúng ta có Quý gặp Tân thì nó là thiên ấn. Cái thiên ấn nó cho hay có sự giúp đỡ của thiên ấn ấy, thì những người tuổi Quý Tỵ có thể vượt qua được cái giai đoạn khó khăn hiện tại, củng cố vật chất tinh thần, hứa hẹn sẽ nhận được nhiều cái cơ hội để mở rộng cái sự nghiệp của mình trong thời gian tới. Thêm nữa là có Quý gặp Quý thì nó là Tỷ Kiên. Cái cục diện Tỷ Kiên nó cũng đem tới những cái tác động chẳng lành cho những người tuổi Quý Tỵ.
bản mệnh thường xuyên bị cô lập bản thân với mọi người xung quanh, nên là những lúc khó khăn thì cũng ít được mọi người giúp đỡ. Như vậy là gì? Trong cái tháng 7 âm lịch thì nói chung ấy, có thất sát, có tỷ kiên, thì đây là hai cái hung tinh mà nó mang lại nhiều cái trắc trở trong công việc, trong cuộc sống. Vì vậy mà những người đời quý tỵ, quý vị hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tỵ dậu sửu, để được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những cái xung sát, những cái thị phi trong công việc, từ đó sẽ giúp cho công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Vòng tam hợp quý nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989349119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn, mang lại cái tài lộc cho mình trong cái tháng 12 âm lịch, tháng cuối năm đó. Thưa quý vị, trong cái tháng 12 âm lịch thì quý vị có cái lưu niên điếu khách đó, nó chủ về sự phóng khoáng, sự quan hệ rộng và chủ về sự ăn chơi chắc táng, cờ bạc rượu chè, đam mê tiểu sắc. Vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu ý, đừng có dính vào kẻo mà gì bị ảnh hưởng đến cái danh tiếng của bản thân, cũng như là gì ảnh hưởng đến cái sức khỏe của mình sau này. Thêm nữa là với nam mệnh thì gặp cái sao quan phù và cái sao đà la. Quan phù nó chủ về sự, về quản lý, về hình tượng, công đường, pháp luật đó. Vì thế mà trong thời gian này quý vị cần phải hết sức lưu ý, tránh những cái việc mà trái luân thường đạo lý, kéo lại vướng vào cái vòng thị phi và pháp luật. Bên cạnh đó thì gia chủ lại gặp thêm cái sao đà la nữa, nó chủ về sự phá hoại, sự cô đơn đó. Còn với nữ mạng thì gặp cái sao lực sĩ và cái sao quỷ dương. Cái lực sĩ nó chủ về sự khỏe mạnh, sự cứng rắn, sự sung mãn, uy lực, tuy vất vả nhưng mà gì cũng sẽ được thể hiện cái quyền uy, cái danh tiếng của mình trong cái đơn vị. Còn cái kình dương thì nó chủ về sự khó tiếp thu ý kiến của người khác, sự hiếu thắng, sự cao ngạo, nên là quý vị rất dễ gây thù chuốc oán hoặc là có khuynh hướng cực đoan, khiến cho bản thân dần dần trở nên gì xa cách với mọi người. Vậy nên trong cái tháng 12 âm lịch là một cái tháng mà cũng là khá là vất vả đúng không ạ? Mặc dù là cũng có lộc đấy, có lộc đấy thì có cái thực thần nâng đỡ này. Vậy nên nó nói lên rằng là gì, trong cái tháng 12 âm lịch thì những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 ấy, thì vào trong cái tháng 12 âm lịch này thì cũng được lộc ăn uống, thứ hai là gì cũng được cái lộc, phước lộc trời ban. Những người làm ăn buôn bán kinh doanh thì cũng sẽ có lợi, những người làm đầu tư thì cũng sẽ thu về một khoản lợi nhuận đáng kể. Đặc biệt là cái thực thần nó còn gì mang lại những cái vận may về tiền bạc. Trong cái tháng 12 gia chủ sẽ có những cái cơ hội mà được quý nhân tương trợ giúp đỡ, được người thân, được bạn bè tặng cho những cái món quà có giá trị. Bên cạnh đó thì nhận được những khoản lương thưởng, những khoản lương tháng 13 hoặc là những khoản hoa hồng cuối năm vân vân. Đó, thì đó là một cái cơ hội mà những người tuổi quý tỵ có thể thâu thu thêm cái tài lộc cho mình. Vậy nên gia chủ tuổi quý tỵ hãy nắm bắt lấy cái cơ hội này để gia tăng thêm cái vận may về tiền bạc tài lộc, giúp cho cái năm 2023 được rủng rỉnh, bước sang năm 2024 thoải mái tiền chi tiêu, ăn Tết vui vẻ, hạnh phúc đầm ấm bên những người mình thương yêu nhất. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái lá số tử vi của những người tuổi quý tỵ sinh năm 1953 trong 3 tháng cuối năm, tháng 10, 11, 12 âm lịch năm 2023 năm Quý Mão. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.